Đúng ngày 24 tháng Chạp, năm tuổi này trúng số liên tiếp, tiền nhét chật két, giàu ú giàu ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 24 tháng 12 âm lịch, ngày Đinh Dậu năm 2023, năm Quý Mão. Những con giáp này bất ngờ đổi vận, cuộc sống thăng hoa, may mắn ngập tràn trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch. Nếu như ai đang cảm thấy buồn tủi vì cái vận đen vẫn còn đeo bám trong suốt thời gian vừa qua, thì quý vị hãy lạc quan lên, chỉ cần bước sang ngày 24 tháng 12 âm lịch là cuộc đời của các bạn sẽ bước sang một cánh cửa mới. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần được thoải mái lạ thường, nên từ đó sẽ đưa ra những quyết định cực kỳ là chính xác trong công việc, trong cuộc sống. Nhiều bạn sẽ có cái những bước tiến mới, những cái chuyển biến tích cực, sự nghiệp thì được thăng hoa, tài lộc thì dồi dào. Vì thế, cái vấn đề tài chính sẽ được cải thiện đáng kể với những con giáp này. Một cái lời khuyên nhỏ dành cho các bạn trong thời gian này là buổi sáng ấy, trước khi bước chân ra khỏi đường, quý vị hãy chăm chút cho bản thân, là lượt quần áo, sụt xịt thêm một chút nước hoa. Và các bạn sẽ trở thành cái tâm điểm chú ý nhất đối với những người khác giới. Đó. Thưa quý vị, vậy thì đó là những con giáp may mắn nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch, ngày Đinh Dậu ấy, không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Trong cái ngày Đinh Dậu, những người tuổi Thìn được cục diện là Thìn Dậu là nhị hợp. Bên cạnh đó, trong ngày 24 tháng 12 âm lịch thì cái cục diện nhị hợp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp. Gia chủ sẽ nhận được cái sự yêu mến của đồng nghiệp, nên là công việc nào cũng được tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Nhiều kế hoạch, nhiều cái dự định của các bạn cũng đều có những cái bước tiến nhất định. Điều đó nó giúp cho các bạn cảm thấy là tin tưởng hơn vào cái bản thân và dám tự đặt ra cho mình những cái mục tiêu cao hơn, xa hơn. Bên cạnh đó, cái ngày 24 tháng 12 âm lịch cũng là cái thời điểm thích hợp để những con giáp này nhìn nhận lại cái điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó có cái hướng phát triển và thay đổi một cách phù hợp hơn. Với những người làm ăn thì trong cái ngày hôm nay chính là cái ngày thích hợp để bản mệnh ký kết cái hợp đồng với khách hàng, với đối tác. Nếu đã kiểm tra kỹ các điều khoản thì đôi bên nên nhanh chóng ký hợp tác, chắc chắn sẽ sớm thu về những khoản tiền rủng rỉnh. Đó. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến cái sức khỏe của bản thân, không nên quá tập trung vào cái sự nghiệp hoặc là cái sở thích cá nhân mà lơ là cái chuyện nghỉ ngơi hoặc là ăn uống thiếu khoa học. Đến lúc thì cái sức khỏe, nói chung là các cụ nói là sức khỏe là trời cho đó, có sức khỏe là có tất cả. Vì thế mà cái sức khỏe là cái điều không thể coi thường được. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc thì nó sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đặc biệt là sang năm 2024 ấy, những người tuổi Thìn thì sẽ vướng phải cái hạn tam tai và cái hạn thái tuế. Vì thế mà hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân hỗ trợ giúp hóa giải những cái vận hạn xấu và tăng cường cái may mắn và cái tài lộc cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch, ngày Đinh Dậu. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Kính thưa quý vị, con đường sự nghiệp, công danh, tiền bạc của những người tuổi Tỵ cũng sẽ có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc rõ rệt trong thời gian này. Một phần là nhờ cái sự cố gắng của gia chủ trong suốt thời gian vừa qua, một phần là do cái cát tinh tam hợp nó đem lại những cái tác động tích cực đến với những người tuổi Tỵ. Thời điểm này thì người làm công ăn lương khắc phục được nhiều cái khó khăn trong công việc, thậm chí là càng gặp phải khó khăn thì gia chủ lại càng trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Gia chủ trong thời gian này cũng ý thức được đâu là những cái thời điểm mình cần phải mạnh dạn để thể hiện bản thân, để ghi điểm của trong mắt của ban lãnh đạo.
Những người tuổi Tỵ cũng tự tin hơn trong cái việc thể hiện cái suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà các bạn đóng góp được rất nhiều cái ý kiến hữu ích cho cái sự phát triển của tập thể. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ cũng sẽ có những cái cơ hội thu tiền về đầy túi trong ngày 24 tháng 12 âm lịch. Mọi công việc các bạn bắt tay vào thực hiện thì đều đem lại những cái dấu hiệu tích cực. Nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng ngày một nhiều hơn. Với những người làm công ăn lương thì gia chủ sẽ khẳng định được cái vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên là dễ dàng ghi được ấn tượng tốt trong mắt của bạn lãnh đạo. Những người tuổi Tỵ cũng giữ được cái tình trạng sức khỏe tốt trong cái thời gian này. Nhiều tin vui tới tấp trong cái sự nghiệp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ cảm thấy hăng hái hơn, quyết tâm hơn đấy, và sẽ nhận được nhiều cái may mắn hơn. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi như thế nào đi chăng nữa thì gia chủ cũng không nên làm việc quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì quý vị cũng nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc khi mà mệt mỏi không những là tổn hại cho sức khỏe mà còn dễ mắc phải những cái sai lầm trong công việc. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cũng được cục diện tam hợp quý nhân nó nâng đỡ, nên là cái vận trình của những người tuổi Tỵ cũng khá là hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc thì cũng sẽ ùn ùn kéo đến đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng thêm cái vận may về tài lộc tiền bạc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch, ngày Đinh Dậu, con giáp may mắn thứ ba mà chúng ta không thể không kể đến đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu được cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Vậy nên những người tuổi Sửu làm việc gì cũng sẽ trôi chảy trong cái ngày hôm nay, ngày 24 tháng 12 âm lịch. Thậm chí dù phải tiếp xúc với những cái công việc mới thì gia chủ cũng không nề hà, không hề bối rối. Bằng cái kiến thức và bằng cái kinh nghiệm vốn có của mình thì những người tuổi Sửu luôn có cách thích ứng rất là nhanh chóng và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Với những người có ý định khởi nghiệp thì trong thời gian này bản mệnh có thể là lên kế hoạch để bắt đầu với những cái bước đi đầu tiên. Cái điều các bạn cần làm là tin tưởng vào cái định hướng của bản thân mình, đừng có lùi bước khi phải đối diện với những cái khó khăn, những cái trắc trở nó bất ngờ nó ập đến và những cái điều mà quý vị không thể lường trước được. Thêm nữa, trong thời gian này những người tuổi Sửu được cục diện là ngũ hành tương sinh, thổ kim tương sinh. Vậy nên là gia chủ sẽ nhận được cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các thành viên trong gia đình. Vì thế mà quý vị hãy cứ tự tin làm những cái điều mà mình đã mong muốn. Mọi người sẽ luôn giúp đỡ và ủng hộ gia chủ trong suốt thời gian này. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng có nhiều cái điểm sáng. Cho dù là những người độc thân hay là những người đã kết hôn thì đều có cái cơ hội tận hưởng cái hạnh phúc mà mình đang có. Gia chủ hãy tự tin làm chính mình. Chắc hẳn quý vị sẽ gây được những ấn tượng tốt, ấn tượng sâu sắc với mọi người xung quanh và nhanh chóng tìm ra được cái đối tượng phù hợp hơn đối với mình. Dù các phương diện khác trong cuộc sống nó đều có những cái dấu hiệu phát triển đi lên, nhưng cái tình trạng sức khỏe của những người tuổi Sửu cũng cần phải lưu ý trong thời gian này. Có lẽ là những người tuổi Sửu cần phải nhắc nhở mình duy trì cái lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và không nên làm việc quá sức, kẻo lại đổ bệnh ra thì khổ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Sửu trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch cũng như các ngày về sau, quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong thời gian này đó chính là những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân trong cái ngày 24 tháng 12 ngày Đinh Dậu được cục diện là Thân Dậu Tuất là tam hội. Cái cục diện tam hội nó giúp sức, nó sẽ giúp cho những người tuổi Thân với cái con mắt tinh đời nên là sẽ dễ dàng phát hiện ra những cái lỗi sai trong công việc và kịp thời sửa chữa. Thậm chí là những người tuổi Thân còn có thể giúp đỡ tập thể tránh khỏi những cái nguy cơ khiến cho ai cũng phải nể phục. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hội Thân Dậu Tuất nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thân có được cái công việc được thuận lợi hơn, thuận buồm xuôi gió và cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ.
Trong thời gian này, những người tuổi Thân sẽ đưa ra được những cái quyết định, những cái kế hoạch đúng đắn, chính xác, giúp cho tập thể thu về được những cái lợi nhuận đáng kể. Thêm nữa, với những người tuổi Thân mà làm trong những nghề tự do, buôn bán kinh doanh tự do thì cũng được giới thiệu cho nhiều cái cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng và đầy triển vọng. Nhưng mà quý vị cũng cần phải lưu ý là bao giờ trong nguy thì cũng có cơ, đúng không ạ? Vậy nên quý vị cũng cần phải cân nhắc xem là công việc đó, cái môi trường đó có phù hợp với bản thân mình hay không trước khi mà đón nhận những cái điều tốt lành đến với mình. Thêm nữa, trong ngày hôm nay thì cái ngày Đinh Dậu thì hỏa khí nó phượng, nên là bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp, về xương khớp, về gân cốt. Vậy nên là những người tuổi Đinh Dậu ấy nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường cái vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cho cơ thể bị mệt mỏi. Những người tuổi Thân cao tuổi thì cũng gì, đặc biệt là các bác tuổi Mậu Thân và tuổi Bính Thân ấy, Giáp Thân ấy, thì cũng cần phải chú ý lao động vừa sức và nên nghỉ ngơi đó, thì sẽ có được một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là những người tuổi Thân con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch, ngày Đinh Dậu ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi Tuất cũng được cục diện tam hội là Thân Dậu Tuất nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tuất tìm ra cái động lực để làm việc càng ngày càng chăm chỉ, càng nỗ lực hơn. Chính cái sự giúp đỡ nhiệt tình và luôn có mặt kịp thời để cùng các bạn san sẻ mọi việc, đúng không ạ, của những người đồng nghiệp, của những người bạn bè cũng sẽ càng khiến cho những người tuổi Tuất tự tin vào cái khả năng và thêm yêu cái phần công việc của mình. Bên cạnh đó, nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu nó cũng sẽ mở ra trong cái thời gian này với những người tuổi Tuất. Cái khả năng kiếm tiền của gia chủ cũng sẽ được phát huy triệt để, lại có thêm cái quý nhân soi đường chỉ lối, nên là sẽ tìm ra được những cái mối làm ăn lớn, tài lộc cũng sẽ thu về được nhiều hơn. Tuy nhiên là trong cái thời gian này ấy, thì lại với cục diện là Dậu và Tuất là lục hại, nên là những người tuổi Tuất khó tránh khỏi những cái chuyện thị phi trong cái ngày hôm nay. Dù gia chủ đã cố gắng tập trung hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình, thì xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân cố tình gây rối, khiến cho gia chủ không thể yên lòng được. Bên cạnh đó, quý vị hãy bỏ ngoài tai những cái lời đồn thổi của kẻ xấu, đừng tự tạo thêm những cái áp lực cho chính mình. Những người tốt với bạn thì cũng sẽ luôn tin tưởng các bạn. Quý vị hãy gì dùng cái thực tế để chứng minh cho người ta thấy là con người thực sự của mình. Bên cạnh đó, để hóa giải cái hạn tiểu nhân cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tuất, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 24 tháng 12 âm lịch, ngày Đinh Dậu thì không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Hợi được chính quan nó chiếu mệnh. Những người tuổi Hợi sẽ tìm được cái cơ hội để phát huy cái khả năng của mình. Gia chủ sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người xung quanh và được lãnh đạo khen ngợi. Thậm chí sẽ giành được một cái phần thưởng nóng xứng đáng với những người tuổi Hợi trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những cái thành công bước đầu thôi. Vì thế mà những người tuổi Hợi không nên vội vàng thỏa mãn. Quý vị hãy tiếp tục đặt ra cho mình những cái mục tiêu cao hơn, xa hơn, vì gia chủ hoàn toàn có thể xứng đáng ở một cái vị thế hơn thế nữa. Thêm nữa, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Hợi trong thời gian này thì với những người có đôi có cặp ấy, đây vẫn là cái khoảng thời gian ngọt ngào mà hai bạn nên tận hưởng đó. Dù cuộc sống gia đình cũng khó tránh khỏi những cái xung đột, nhưng nhờ vào cái tình yêu đủ lớn nên là đôi bên cũng đã biết bao dung, biết tha thứ cho nhau nhiều hơn. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc gia đình nhà mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn, thêm cái tài lộc cho những người tuổi Hợi, thì những gia chủ tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi,
tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 24 tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Và trong cái ngày 24 tháng 12 âm lịch ngày Đinh Dậu, chúng ta sẽ có 5 con giáp may mắn, đúng không ạ? Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Thìn, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Sửu, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Tuất và 6 là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, đây là 6 con giáp cực kỳ may mắn, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, đấy, ăn Tết cực giàu trong cái Tết năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.